Rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Con Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình đối với Con Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, tử vi Con Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Bất ngờ tử vi tiết lộ cuộc đời Quý Sửu 1973 từ 52 đến 70 tuổi, trăm tỷ ùa về, từ nay tới già sung sướng như tiên. Cuộc đời khổ tận cam lai, không bè không bạn không ai giúp mình, bao nhiêu thất bại khổ đau, từ nay chấm hết vận xui đến mình. Bản mệnh cố gắng không ngừng, bốn mùa sung túc giàu sang bất ngờ. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng tử vi ngày hôm nay. Tử vi nguyện cho quý cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Lời đầu tiên, đội ngũ biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới quý cô bác anh chị đã luôn động viên và đồng hành cùng tử vi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, dân gian có câu 49 chưa qua, 53 đã tới, nó có thể làm mốc thời gian mà nhiều người lo sợ vì những bất trắc có thể bất ngờ ập tới. Rõ ràng bước qua tuổi 50 cũng là độ tuổi đi qua nhiều thăng trầm cuộc đời, vui có, buồn có, và cả những khó khăn, vất vả cùng sự thất vọng. Cái thú của tuổi trung niên chính là hiểu đời, hiểu người và hiểu mình, để biết điều gì nên làm và tận hưởng cuộc sống trong tầm tay, theo một cách rất riêng. Vì thế, việc biết trân quý thời gian nâng niu từng giây phút quý giá và đừng lãng phí thì giờ vào những thứ không đáng là cực kỳ quan trọng. Trong video ngày hôm nay, Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý mệnh chủ tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, từ 52 đến 70 tuổi, thời kỳ hái hoa thơm trái ngọt, công thành danh toại, vạn người kính nể. Liệu rằng con giáp này có được hưởng cuộc sống nhung lụa, nằm trên đống vàng hay không? Xin mời quý vị anh chị đi tìm câu trả lời trong nội dung video này nhé! Bất ngờ tử vi tiết lộ, cuộc đời Quý Sửu 1973, từ 52 đến 70 tuổi, trăm tỷ ùa về, từ nay tới già sung sướng như tiên. Đầu tiên, tử vi xin được gửi tới quý vị cùng các bạn bố cục của quẻ luận ngày hôm nay. 1. Đặc trưng tính cách vận mệnh của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. 2. Vận mệnh của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ năm 52 tuổi tới năm 70 tuổi, trên từng phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gia đạo, sức khỏe. 3. Tương sinh tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu chi tiết nội dung dưới đây. 1. Đặc điểm tính cách, vận mệnh của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tuổi Sửu thuộc con giáp Châu, đứng ở vị trí thứ 2 trong chuỗi 12 con giáp. Biểu tượng của con Châu gắn liền với đồng ruộng, lúa nước là nguồn sống quan trọng. Những người tuổi Sửu thường kiên trì, chăm chỉ mạnh mẽ. Sự độc lập, ganh đua với khó khăn chính là đặc điểm nổi bật của họ. Người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 mang mệnh tang đố mộc, mệnh của những cây dâu xanh tươi. Người tuổi Quý Sửu có tính cách đặt giá trị con người lên hàng đầu. Đây cũng chính là nền tảng giúp họ xây dựng sự nghiệp vững chắc, giàu ý nghĩa. Họ sở hữu trí tuệ sắc sảo, kỹ năng giao tiếp ấn tượng và một tâm hồn thông thái. Người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 thường thể hiện sự nghiêm túc, đáng tin cậy và mạnh mẽ. Họ giữ được sự bình tĩnh, đưa ra quyết định nhanh chóng, có suy nghĩ sắc bén và không dễ bi quan, có kỹ năng giao tiếp tốt, dễ kết bạn và duy trì mối quan hệ xã hội. Họ nhận được sự yêu mến và tôn trọng vì tính chân thành lịch sự trong mọi tình huống. Họ luôn tỏ ra có quan điểm riêng nhưng không cố chấp, luôn sẵn sàng học hỏi và lắng nghe. Trong những dự án nhóm, tuổi Quý Sửu thường được giao những nhiệm vụ quan trọng. Họ nhận được nhiều lời khen ngợi và sương ngưỡng mộ vì tài năng, sự nhạy bén và chuyên nghiệp.
Với cái nhìn thực tế về cuộc sống, họ khéo léo phát huy thế mạnh và tận dụng mọi cơ hội để đạt được thành công nhanh chóng trong sự nghiệp. Những người sinh năm 1973 cũng thể hiện tính thân thiện và hòa đồng. Mặc dù có lúc ít nói, suy nghĩ sâu, họ luôn giữ tinh thần lạc quan, vượt qua mọi khó khăn và thách thức về sự nghiệp của người tuổi Quý Sửu. Chặng đường đầy những thăng trầm, nhưng luôn biết cân bằng giữa cao trào và khó khăn. Họ không phải là người thường xuyên đạt được những thành công rực rỡ, nhưng cũng không bao giờ chìm vào vực thẳm của thất bại. Đặc biệt, từ tuổi 38 trở đi, họ bắt đầu đi vào giai đoạn ổn định và vững chắc trong sự nghiệp. Đến tuổi trung niên, mặt tài chính của họ trở nên dễ thở, không còn phải vật lộn với những ấm ức, lo âu về tiền bạc. Điều đó đồng nghĩa với việc họ có khoảng thời gian dài trong cuộc đời để thực sự tận hưởng những thành quả của mình, không phải đối diện với nhiều khó khăn, bất ngờ. Vận trình vận mệnh của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, được dự báo qua 12 tháng sinh. Tháng riêng âm lịch, sinh vào tháng này thường không phải lo lắng về vấn đề cơm ăn, áo mặc, thường là người có tài năng nên được trọng dụng, có vận số tốt, con đường công danh rộng mở, đường tình duyên thuận lợi. Tháng 2 âm lịch là người hoạt bát, yêu thích khám phá những điều mới lạ và thú vị. Thích đi du lịch khắp nơi, không chịu được tịnh mịch và bị quản chế, là những người khá liều lĩnh và hay làm theo ý mình trong cuộc đời, gặp phải nhiều trắc trở và phản đối. Tháng 3 âm lịch là người thông minh và có tính tự lập cao, trong cuộc sống gặp phải nhiều trắc trở. Con đường tình duyên không thuận lợi, nhưng lại khá vui vẻ, và họ hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tháng 4 âm lịch là người có năng lực, thế nhưng không được trọng dụng. Trong cuộc sống có nhiều chuyện buồn phiền hay phải lo lắng về kế sinh nhai, sức khỏe không tốt, thường hay mắc một số bệnh thông thường. Tuổi Sửu sinh tháng 5 âm lịch, xem bói ngày tháng sinh âm lịch. Người tuổi Sửu sinh vào tháng 5 âm lịch có tính cách điềm đạm, cũng rất tự tin. Nhờ có tính cách vững vàng nên lúc nào họ cũng giữ được thái độ lạc quan và để lại ấn tượng tốt với mọi người. Dù kinh doanh theo lĩnh vực nào, tuổi Sửu sinh tháng này cũng có thể kiếm tiền suôn sẻ. Vào thời gian đầu lập nghiệp, họ gặp khó khăn, khủng hoảng, nhưng sau đó nhanh chóng ổn định và vững vàng. Khi ra ngoài, người tuổi Sửu sinh tháng âm lịch này có nhiều bạn bè quý nhân, nên tương lai của họ cũng vô cùng hạnh phúc, ổn định. Họ vốn chịu khó nhẫn nại nên cuối cùng cũng đạt được kết quả tốt trong lĩnh vực kinh doanh, làm ăn phát đạt, cơm áo không lo. Tháng 6 âm lịch là người học rộng biết nhiều, được nhiều người tín ngưỡng, trong cuộc sống gặp được nhiều điều may mắn. Sau khi kết hôn, gia đình hạnh phúc, con cái hiếu thảo, vợ chồng mang lại may mắn cho nhau về sự nghiệp. Tuổi Sửu sinh tháng 7 âm lịch. Người tuổi Sửu sinh tháng 7 âm lịch có tính cách đơn giản, không có cá tính gì nổi bật, nhưng thực chất họ lại khá được lòng người, bởi vì đáng tin cậy và lương thiện. Nhờ đó, xung quanh họ luôn được quý nhân giúp đỡ, rất hiếm khi gặp phải khó khăn, rắc rối kéo dài. Với năng lực và sự nỗ lực hết mình, người tuổi Sửu sinh tháng 7 âm lịch có thể đạt được kết quả tốt hơn những người khác, và sự xuất hiện của những người bạn đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ cũng giúp họ tiến bộ qua từng năm. Mỗi năm họ lại đón nhận những điều bất ngờ. Kết quả làm việc ngày một tốt hơn và kéo dài nhiều năm. Thu nhập của người tuổi Sửu sinh thời điểm này cũng sẽ tiếp tục tăng lên. Cuộc sống ngày một khấm khá, sự khiêm tốn và chăm chỉ học hỏi cộng với nhiều bạn bè. Đó là những gì làm nên thành công của những người tuổi Sửu sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là người khéo léo trong cách ứng xử, có tài năng chín chắn, cẩn trọng, biết suy nghĩ chu toàn nên rất thành công trong công việc, nhưng cần chú ý tới sức khỏe bản thân nhiều hơn. Về già, dễ mắc phải một số bệnh về xương cốt. Tháng 9 âm lịch là người thông minh, tài giỏi, có chí hướng. Những người này danh vọng rất cao. Nếu tham gia vào giới chính trị thì sẽ gặt hái được rất nhiều thành công và cả danh tiếng. Vận số rất tốt, cuộc đời ít phiền muộn, có vận may về con cái. Tháng 10 âm lịch, sinh tháng này thì người đó vẫn số, lúc lên, lúc xuống,
gặp nhiều khó khăn, sự nghiệp ban đầu vất vả, gặp nhiều cản trở từ nhiều phía, nhưng sau đó nỗ lực được đền đáp, đạt được nhiều thành tựu. Tháng 11 âm lịch, có năng lực nhưng tham vọng quá lớn, trong công việc thường không thuận lợi, bởi vì có quá nhiều đòi hỏi không thiết thực, tính cách tự cao nên không được lòng mọi người xung quanh, vận số bình thường, không có gì nổi bật. Tuổi Sửu sinh tháng 12 âm lịch. Người tuổi Sửu sinh tháng 12 âm lịch có tính cách ổn định, lạc quan, nhân hậu, biết đối nhân xử thế, họ nhanh chóng hòa đồng với mọi người, cùng đồng nghiệp, thúc đẩy sự phát triển nhanh hơn trong công việc. Người tuổi Sửu sinh tháng 12 âm lịch làm gì cũng sẽ thành công nhanh chóng, đồng thời nâng cao năng lực của bản thân. Cho dù đôi khi mọi việc không được suôn sẻ, nhưng nhờ có quý nhân giúp đỡ kịp thời mà họ nhanh chóng thoát khỏi giai đoạn khó khăn, rút ngắn thời gian vất vả, giảm bớt áp lực càng sớm càng tốt. Tương lai những người này sẽ làm đầy ngân khố, cuộc sống sung túc, ít áp lực hơn, không có vấn đề gì không giải quyết được. Xem bói ngày sinh hay xem ngày sinh đại cát cho người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, thực sự là thông tin thú vị cần thiết mà bản mệnh nên tìm hiểu. Trong khuôn khổ video này, Kính Tử Vi xin đưa ra dự đoán hung cát để từ đó thành cơ sở luận số mệnh. Tuổi Sửu sinh ngày 11, cách cư xử quyết đoán, can đảm dũng mãnh, số phận thiên về khuynh hướng chậm rãi, vững chắc và ổn định, không giàu lên một cách nhanh chóng, nhưng ông dung lâu dài hơn hẳn những người khác. Tuổi Sửu sinh ngày 13, trời sinh có phúc, có lộc, được người khác yêu mến và kính trọng. Cuộc đời gặp nhiều quý nhân có hy vọng thành công. Gia trạch hưng vượng, con cái đông đúc và ngoan ngoãn, cơm no, áo ấm. Một trong những ngày sinh đẹp của người tuổi Sửu là ngày 20, báo hiệu con người thiện lương, chân thành, nhân xuyên vượng, kinh doanh có lộc. Sự nghiệp phát đạt, tài lộc, không cần phải nghĩ ngợi. Người tuổi Sửu sinh ngày 26, có tính tình phóng khoáng, hoạt bát, lạc quan, làm việc công chính, biết hy sinh bản thân để giúp đỡ người khác, có tấm lòng chân thành, sống vinh hoa phú quý. Người tuổi Sửu sinh ngày 27, một đời trung hậu, tốt bụng, giữ lễ nghĩa, chữ tín phóng khoáng hào hùng, ít phải lo nghĩ. Sầu muộn là số vô ưu, sướng vì biết đủ và không ham làm giàu bất chính. 2. Vận mệnh người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi. Từ năm 52 tuổi tới năm 70 tuổi, mệnh chủ Quý Sửu bước sang tuổi 52 vào năm Giáp Thìn 2024. Vận trình có nhiều thăng trầm ở phương diện sự nghiệp, có thể do tuổi tác tăng lên, họ thiếu linh hoạt và nhanh nhẹn. Từ đó bản mệnh có cảm giác bị lạc lõng hoặc thua kém. Dù có tận tâm với công việc đến đâu, Quý Sửu cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe, thường xuyên thức khuya không tốt cho cơ thể. Nó còn gây thiếu tinh thần làm việc vào hôm sau, mắc lỗi ở những chi tiết hoặc dự án quan trọng, sai phạm đó có thể khiến cấp trên không hài lòng. Hệ lụy là bị trừ tiền thưởng, hiệu quả công việc, thậm chí có khả năng bị sa thải. Do đó, khi làm việc trong năm nay, người tuổi Quý Sửu càng cần phải cẩn thận và thận trọng hơn, đồng thời chú ý kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Nếu có thể, trong năm 2024, bạn cũng nên hạn chế đi xa một mình vì rất dễ gặp tai nạn bất ngờ, đồng thời không thể bỏ qua việc điều chỉnh cảm xúc. Đôi khi có thể do áp lực công việc, gia đình mà tâm trạng của tuổi Sửu thay đổi thất thường, suy nghĩ tiêu cực, tự làm khổ mình. Người trung niên cần đặc biệt lưu ý đề phòng các bệnh về tim mạch trong năm nay, nên tránh tham gia những môn thể thao mạnh dưới nước để tránh xảy ra tai nạn. Vào năm 2025, là mệnh chủ Quý Sửu, 53 tuổi, sẽ vướng hạn kim lâu, cũng sẽ là một năm kém may mắn và không thuận lợi. Đặc biệt, dân gian vẫn thường nói, nếu là nam thì không nên bàn chuyện xây nhà, với nữ thì không lấy chồng. Tình hình tài chính của tuổi Sửu sẽ trở nên bi quan, vấn đề tiền bạc cũng là điều trọng tâm. Tuổi Sửu cần quan tâm nhiều hơn trong năm, người tuổi Sửu sẽ có nguy cơ mất tiền và cũng dễ bị rơi vào những cạm bẫy lừa đảo qua mạng. Cho nên người tuổi Sửu phải đối mặt với những vấn đề về kinh tế, muốn tăng thu nhập và cuộc sống tốt hơn thì phải nỗ lực nhiều hơn, bỏ ra công sức, mồ hôi gấp nhiều lần năm cũ,
đồng thời không được có tâm lý mơ mộng làm giàu sau một đêm. Nếu để lòng tham làm mờ mắt, người tuổi Sửu rất dễ trở thành con tốt của người khác. Vào năm này, mệnh chủ cũng có thể mượn tuổi người quen, bạn bè hay người thân trong gia đình không phạm tuổi Kim lâu, để họ thay bạn thực hiện các nghi lễ như cúng động thổ, lấy xe. Nó sẽ giúp bạn hạn chế được những vận xui xẻo trong công việc và cuộc sống. Nhưng mệnh chủ cũng đừng quá lo lắng, suy nghĩ nhiều, vì bước sang năm tuổi 54, tài lộc trong năm này nhờ ngũ hành tương sinh lại có các tài tinh chiếu mệnh, nên tiền bạc rủng rỉnh cầu tài đắc tài, khởi sự thuận lợi đúng như mong muốn. Nhìn chung, công việc vẫn có sự phát triển tốt, những kế hoạch đặt ra đều được tiến hành suôn sẻ, khó khăn cũng có người sẵn lòng đứng ra giúp đỡ. Thậm chí mệnh chủ tuổi Sửu có dấu hiệu dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc, cơ hội và thách thức song hành. Hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, đời sống tình cảm gia đạo ấm êm. Tuy nhiên, mệnh chủ hãy quan tâm sức khỏe bản thân nhiều hơn, nên dành thời gian chăm sóc bản thân cũng như những thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh chiếu mệnh chủ về tăng sự, bạn cũng nên chú ý vấn đề này. Vận trình từ năm 56 tới năm 60 tuổi của mệnh chủ Quý Sửu, tình hình tài chính của tuổi Quý Sửu không còn quá căng thẳng vì một số bản mệnh đang ở độ tuổi nghỉ hưu. Những ai đang làm việc kinh doanh thì đã có cho mình một cuồng quay công việc kéo theo thu nhập ổn định. Đồng thời ở độ tuổi này, bản mệnh nên đưa ra những điều chỉnh trong việc quản lý chi tiêu. Tiết kiệm là giải pháp cơ bản để cuộc sống dư xả thoải mái và chủ động. Ngoài ra, vào năm này, mệnh chủ nên chi tiêu nhiều hơn cho sức khỏe của mình. Đặc biệt 56 tuổi, tình trạng sức khỏe yếu kém, tài lộc hao hụt có hao tài tốn của trong năm nay. 57 tuổi, không được may mắn lắm về cá nhân cũng như về tiền bạc. Kỵ tháng 8, 58 tuổi là năm vượng phát, nhưng gặp năm xung kỵ mùa đông, 59 tuổi và 60 tuổi. Nếu vượt qua được khỏi tình trạng bệnh hoạn, sức khỏe thì sống trường thọ. Vận trình từ năm 61 tới năm 65 tuổi của mệnh chủ Quý Sửu. Người tuổi Quý Sửu bước vào giai đoạn 61 tới 65 tuổi, hãy nên chú trọng tới vấn đề sức khỏe của bản thân, xem đây là vấn đề ưu tiên hàng đầu. Đừng quá cố chấp hay tranh đấu tiền bạc, danh lợi. Sức khỏe của bản mệnh được dự đoán là không được tốt trong thời điểm này, có thể bị xuất huyết bất ngờ, nhất là khi đi đường, gặp thời tiết xấu, hoặc có thể sơ ý bị ngã tai nạn. Vì vậy, bằng mạnh cần nâng cao nhận thức về những biện pháp phòng ngừa an toàn, đặt sức khỏe lên hàng đầu để tránh rủi ro. Trong cuộc sống thường ngày, luôn duy trì thái độ tích cực và lạc quan, đừng suy nghĩ phức tạp kẻo tự dưng muộn phiền vì những điều nhỏ nhặt. Vận trình từ năm 66 tới 70 tuổi của mệnh chủ Quý Sửu, đa phần đương số đã nghỉ hưu rồi, nên đừng quá bận tâm về cuộc sống ganh đua. Mệnh chủ hãy cẩn trọng trong lời nói, cách giao tiếp của mình, hạn chế việc đi xa và đặc biệt cẩn thận về việc giữ gìn tiền của để tránh bị đánh cắp. Điều quan trọng vẫn là chăm sóc sức khỏe thật tốt, giữ gìn hòa khí với mọi thành viên trong gia đình. Ngoài ra, có thể tham khảo dùng cây ngọc bích hoặc cây kim tiền là một đồ vật phong thủy rất có lợi cho người tuổi Sửu. Nó sẽ mang lại sức khỏe tốt, sự phát triển và thịnh vượng, cũng như cải thiện tình hình tài chính của họ. Bạn nên bố trí cây kim tiền ở hướng đông nam của nhà hoặc văn phòng. Đây cũng là hướng của sự giàu có và dồi dào. Các màu phù hợp để trưng bày cây ngọc bích là xanh lá cây và tím. 3. Tương sinh tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Màu sắc của mệnh chủ Quý Sửu, sinh năm 1973. Màu sắc hợp gồm có màu bản mệnh là màu xanh lá cây, xanh nõn chuối, thuộc hành mộc. Màu tương sinh là màu đen, xanh nước biển, xanh dương, thuộc hành thủy. Màu kiêng kỵ là màu xám, trắng, y, thuộc hành kim. Khi mua sắm những tài sản lớn như nhà, xe, thân chủ nên lựa chọn màu sắc hợp tuổi để hút tài, hút lộc, vận may cho bản thân. Sinh năm 1973, hợp con số nào? Nam hợp với số 3, 9, nữ hợp với số 8, 6. Con số may mắn qua hình thức mua sim phong thủy hoặc mở số tài khoản ngân hàng có thể mang tới cho gia chủ tuổi này tài lộc và vận may dồi dào.
sinh năm 1973, hợp tuổi nào, với năm mạng, trong làm ăn hợp, Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, tuổi Kỵ, là Nhâm Tuất, Canh Tuất, với nữ mạng trong làm ăn, hợp tuổi Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, tuổi Kỵ, là Nhâm Tuất, Canh Tuất. Dựng vợ, gả chồng hoặc hợp tác làm ăn với người hợp tuổi sẽ giúp công việc và gia đình của gia chủ Quý Sửu suôn sẻ, thuận lợi hơn. Sinh năm 1973, hợp hướng nào? Với nam mạng, hướng hợp gồm có Đông, Bắc, Đông Nam, Nam. Hướng không hợp gồm có Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Với nữ mạng, hướng hợp gồm có Tây, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Hướng không hợp gồm có Nam, Đông, Đông Nam, Bắc. Nên ứng dụng hướng hợp tuổi khi chọn hướng bàn làm việc, hướng xây nhà hay hướng xuất hành. Việc lựa chọn hướng thuộc cung sinh khí diên niên, thiên y, phục vị, mang đến nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Vật phẩm hộ mệnh tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, sử dụng vật phẩm phong thủy như vòng tay đá. Mặt Phật bản mệnh, giúp thân chủ gia tăng sức mạnh nội lực và tránh khỏi tai ương. Sóng gió, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, được Phật Hư Không Bồ Tát hộ mệnh, mang theo mặt Phật Hư Không Bồ Tát bên mình, để cầu bình an, được Đức Phật soi đường chỉ lối, xua đuổi vận xui. Tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, mệnh mộc, nên chọn mặt Phật làm từ đá thạch anh xanh, thuộc hành mộc, hoặc chọn mặt Phật đá núi lửa đen, thuộc hành thủy, bởi vì thủy sinh mộc, cũng rất tốt cho bản mệnh. Quý vị thân mến, người xưa có câu rằng, nhân sinh ngắn ngủi chỉ vài chục năm, ai cũng chỉ sống một lần trên đời. Nếu như không nắm vững những quy luật sống, đối nhân xử thế quan trọng, đến khi phạm phải sai lầm dù hối hận cũng đã muộn, đặc biệt ở ngưỡng tuổi trung niên đầy quan trọng. Nhiều người may mắn vì đã định hình được nhiều thứ cơ bản xung quanh mình, có thể là hoàn cảnh gia đình, công danh, sự nghiệp. Với những người chưa có gì trong tay, đây là độ tuổi khá khó khăn để có thể làm lại từ đầu. Vì thế, họ càng phải đặc biệt cẩn trọng trong từng đường đi nước bước của mình, nhất là 6 điều dưới đây. Thứ nhất, không so bì vì con cái. Vào độ tuổi trung niên, con cái chúng ta cũng đã khôn lớn, đi học trung học hay đại học, hoặc cũng có thể đã đi làm. Nếu mọi người thường xuyên kể lể về điểm số, thành tích của con cái ở trên lớp, rồi so sánh với hết người này người nọ, câu chuyện của bạn sẽ để đối phương vào cảnh xấu hổ. Chưa kể, thói quen so sánh con cái còn mang tới một mối nguy hiểm tiềm tàng, khiến con trẻ học được tính so bì, ganh đua và giành giật với những người xung quanh, đặc biệt là bạn bè đồng trang lứa. Dần dần những kẻ thắng sẽ ngày càng kiêu ngạo, tỏ vẻ kênh kiệu và coi thường người khác. Trong khi đó, những kẻ thua lại phải chịu sỉ nhục, dần dần mất đi lòng tự trọng và không còn nhiệt tình chăm chỉ với việc học hành nữa. Dù bất kỳ độ tuổi nào, kiêu ngạo hay tự ti đều là những hiểm họa chí mạng, trở thành rào cản ngăn lại con đường phát triển năng lực của bản thân mỗi con người. Thứ hai, không so bì sự giàu có. Ở độ tuổi này, dù bạn giàu có hay nghèo khó, việc so bì vật chất không mang tới khác biệt hay lợi ích gì. Suốt nửa đời người buôn ba vì tiền bạc đã khiến chúng ta vô cùng mệt mỏi. Đến hiện tại, tất cả những gì mà chúng ta cần là những người bạn chân thành, những người tri âm tri kỷ có thể thấu hiểu được lòng nhau. Nếu như bạn giàu có, liên tục khoe khoang về khối tài sản của mình, so bì về gia cảnh, hết người này đến người khác, hoặc tỏ ý coi thường, dần dần, bạn bè xung quanh sẽ cảm thấy không thoải mái và khó chịu mỗi lần tiếp xúc với bạn. Sau đó, họ chẳng còn muốn giao thiệp với bạn nữa, ngày càng xa lánh, khiến bạn mất đi những người tri kỷ tâm giao thật sự. Ngược lại, dù nghèo khó đến mấy, bạn cũng không cần quá bận tâm đối với điều kiện vật chất. Nguyên nhân bởi, càng so sánh nhiều, sẽ càng khiến cho con người nản lòng, thoái chí, dần không còn nhiệt tình với công việc, dần bỏ qua những giá trị thật trong cuộc sống. Thứ ba, không so bì về xuất thân. Khi chúng ta còn trẻ, xuất thân và gia cảnh có thể là điều quan trọng với chúng ta, bởi chúng ta vẫn còn phải sống dựa dẫm vào gia đình, vào cha mẹ. Thế nhưng, đến khi trưởng thành, mỗi người đã khôn lớn và có thể làm nên sự nghiệp,
thay đổi cuộc sống bằng chính năng lực của bản thân. Khi có đủ năng lực, chúng ta có thể dựa vào tài năng chân chính để thăng tiến. Dù là thành quả nào đi chăng nữa, mỗi người cũng có thể tự hào và ngẩng cao đầu. Không quan trọng xuất thân hay gia cảnh ra sao, nếu sinh ra trong gia đình giàu có, phú quý mà không đủ năng lực hoặc không biết cách trân trọng, sớm hay muộn cũng sẽ trở về tay trắng, mất hết tất cả. Ngược lại, dù sinh ra nghèo khó, chỉ cần nỗ lực và có tài năng, bất kỳ ai cũng có thể làm nên sự nghiệp cho riêng mình. 4. Không tin những kẻ tham tài. Đối với những người quá tham lam và coi trọng vật chất, chúng ta không chỉ hạn chế tin tưởng, tránh giao phó nhiệm vụ quan trọng, mà còn cần phải hạn chế tiếp xúc và tránh càng xa càng tốt. Bước qua tuổi 50, tức là chúng ta đã đi qua được nửa đời người, hầu hết đã có được một nền tảng vững chắc, sự nghiệp ổn định. Những lúc như thế, chắc chắn sẽ có không ít những người tham tài xuất hiện ở bên, cố gắng xung xoe và nịnh ngọt hết mức có thể. Mục đích của họ không có gì khác ngoài còn rút tài nguyên của bạn, lợi dụng bạn để đạt được ý đồ riêng. Vì thế, nếu như thân thiết và tin tưởng những kẻ này, dù là sớm hay muộn, bản thân chúng ta cũng sẽ bị thiệt thòi, bị liên lụy, thậm chí là rước họa ở thân. Tiền mất tật mang, có thể mất hết từ danh vọng cho tới sự nghiệp. 5. Không tin những kẻ bạc tình bạc nghĩa. Một trong những bất hạnh lớn nhất của con người là gieo lòng tin nhầm chỗ, đặc biệt là những người thân thiết ruột thịt với người vợ, người chồng từng kết tóc xe duyên từ thuở còn nghèo khó, hoặc bạn bè thân thiết đã có với nhau nhiều năm tình nghĩa. Những người dù thân thiết đến mấy cũng có thể phản bội, tốt nhất. Chúng ta đừng bao giờ đặt niềm tin vào những con người bạc tình, bạc nghĩa. 6. Không tin những kẻ tiểu nhân. Trên đời này đáng sợ nhất là những kẻ tiểu nhân. Những kẻ này lúc nào cũng chỉ mong có được lợi lộc từ bạn, nên cố gắng làm thân xu nịnh, tâng bốc bạn hết mức có thể. Một khi bạn hết giá trị lợi dụng, họ sẽ sẵn sàng bỏ đá xuống giếng và đâm sau lưng, khiến bạn rơi vào tình cảnh thê thảm. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Bất ngờ tử vi tiết lộ cuộc đời Quý Sửu 1973, từ 52 đến 70 tuổi, trăm tỷ ùa về. Từ nay tới già sung sướng như tiên, từ đội ngũ biên tập chương trình. Trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Thưa quý vị, tiếp theo phần cuối chương trình là lời Phật dạy về sự khiêm tốn, đức hạnh. Khiêm nhường mới là đỉnh cao của sự tu dưỡng. Tử Vi xin mời quý vị hãy nán lại ít phút lắng nghe. Câu chuyện thứ nhất, ve sầu và chim nhạn. Thời xa xưa khi ve sầu còn chưa biết bay, một ngày nọ, nhìn thấy một con chim nhạn tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn, ve sầu vô cùng ngưỡng mộ. Ve sầu mời chim nhạn về dạy mình cách bay, chim nhạn đồng ý, nhưng học bay nào phải chuyện dễ dàng. Ve sầu sợ khổ lại nóng lòng, muốn biết bay thật nhanh, hết chạy đông lại chạy tây, nhấp nhổm không nghiêm túc. Chim nhạn vẫn bình tĩnh giảng giải kỹ càng cho ve sầu về cách bay. Ve sầu nghe câu được câu không, chỉ luôn miệng đáp biết rồi, sau đó chim nhạn để ve sầu bay thử. Quả thực ve sầu đã cất cánh bay được. Ve sầu nghĩ bụng, hóa ra bay cũng chẳng khó như ta nghĩ. Mùa thu đến, chim nhạn phải bay về phương Nam. Ve sầu rất muốn dương cánh bay cao đi theo chim nhạn. Thế nhưng dù nó có cố vẫy cánh đến đâu cũng không thể bay cao như chim nhạn được. Lúc đó, ve sầu nhìn chim nhạn, liệng cánh bay lượn ở trên bầu trời bao la mới thấy hối hận bản thân quá tự mãn. Dù nó có cố gắng luyện tập đến đâu cũng đã muộn rồi. Bài học rút ra, trong cuộc sống có không ít người giống như ve sầu kia, mới học được một giọt nước đã nghĩ mình biết cả đại dương. Tự mãn khiến cho ánh mắt chúng ta trở nên thiển cận, bằng lòng với hiện tại. Lê biếng khiến chúng ta dậm chân tại chỗ, vụt mất những cơ hội quý giá.
câu chuyện thứ hai lão thiền sư và Phật tử, một Phật tử có trình độ học vấn thâm sâu. Nghe nói trong ngôi chùa nọ có một vị lão thiền sư đức cao vọng trọng, liền muốn tới viếng thăm. Tới nơi, chỉ có học trò của lão thiền sư ra tiếp người đó. Thái độ của người này trở nên ngạo mạn, nghĩ trong đầu, mình là Phật tử có trình độ thâm sâu, liệu ông ta xếp thứ mấy? Sau đó lão thiền sư ra tiếp đón người này vô cùng cung kính, còn tự tay pha trà mời khách. Nhưng khi đang rót trà, rõ ràng ly đã đầy mà lão thiền sư vẫn không ngừng tay rót. Người kia thấy vậy mới hỏi đại sư, tại sao ly đã đầy mà ông vẫn không ngừng rót? Đại sư trả lời đúng vậy, nếu đã đầy rồi, còn rót làm gì nữa chứ? Bài học rút ra, ý của vị thiền sư là, nếu người kia đã có trình độ cao siêu, sao còn phải đến chỗ ông thỉnh giáo làm gì? Trong cuộc sống, nếu như muốn học được nhiều thứ hay ho hơn ngoài thế giới, ta trước hết phải tự biến mình thành một cái ly rỗng thì mới có thể chứa đựng được những kiến thức mới. Đừng kiêu ngạo, tự mãn cho rằng mình đã biết hết vì kiến thức bao la như biển cả. Chẳng ai có thể học hết được mọi thứ trên đời này. Hai câu chuyện trên đây chính là tinh túy trong lời Phật, dạy về khiêm tốn. Khiêm tốn là đức hạnh tu dưỡng cao siêu mà ai cũng phải học suốt đời. Khiêm tốn trong việc học, việc tu thân, dưỡng tính, việc giao tiếp giữa người với người. Càng học cao, học rộng thì càng phải khiêm tốn. Còn nếu học nhiều mà đối xử tự cao, khinh khi với cha mẹ, anh em, thầy cô, người thân, thì bản thân sẽ trở thành liều thuốc độc gây hại, đánh mất vầng hào quang trong mắt người xung quanh và tự chuốc lấy đau khổ. Con người dù giàu hay nghèo, nhưng học được cách lắng nghe, khiêm tốn trong từng lời nói, cử chỉ thì chắc chắn sẽ được người khác kính nể, yêu quý. Đó chính là phúc báo, còn nói quá nhiều, lại nói những lời vô ích, tự cao, tự đắc, đơm đặt bìa chuyện, thì chỉ khiến người khác chán ghét, coi thường. Đó chính là nghiệp báo. Phật dạy nền tảng của lương thiện là khiêm tốn. Khởi nguồn của tà ác chính là ngạo mạn, lúa càng chín càng rũ đầu cúi thấp. Nói lời khiêm tốn chính là một cảnh giới của sự tu dưỡng. Người xưa có câu, người đại tài có bản lĩnh thì không bao giờ nổi nóng. Người trung tài có bản lĩnh đôi lúc sẽ nổi nóng, còn kẻ bất tài thì không có bản lĩnh và luôn nóng nảy. Khiêm tốn là đỉnh cao của sự tu dưỡng bản thân. Cũng giống như nơi đất trũng thì nước sẽ tràn về nơi đó. Người biết khiêm tốn sẽ có thể học được nhiều điều hay. Tu dưỡng đức hạnh thanh cao vẹn toàn bản thân, làm gương cho người khác học tập. Hơn nữa, người khiêm tốn luôn được mọi người xung quanh yêu mến, quý trọng. Sự khiêm tốn chẳng phải ngày một, ngày hai mà có, phải tu tâm dưỡng tính từ khi còn nhỏ, trong bất kể hoàn cảnh nào, giống như tích từng giọt nước nhỏ lâu ngày nhất định sẽ đầy chiếc lu to. Người ngạo mạn, tự kiêu, dù công danh, sự nghiệp có vẻ vang đến đâu cũng chỉ được trong chốc lát, bởi những người như vậy không đủ phúc đức nên không thể nuôi dưỡng được lâu dài. Ngày ngày cầu công danh, giàu sang phú quý, nhưng không khiêm tốn thì khó mà đạt được thành tựu như mong ước. Một vị lão hòa thượng có nói rằng, tu là từ mẫn vật, khiêm tốn từ y. Thiên tài tọa xứ, thuyết luật pháp ngữ, tiến quá mạc nhiên, nghĩa là người tu hành phải có lòng yêu thương vạn vật, phải biết khiêm tốn, nhún nhường, hiểu được bổn phận của bản thân, luận bàn mọi việc theo lời Phật dạy, tự sám hối về lỗi lầm của bản thân, chớ nên tìm lỗi của người khác. Khiêm tốn còn giúp ta nhận ra những thiếu sót của bản thân để sửa đổi. Vì không kiêu căng ngạo mạn nên luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác để hoàn thiện bản thân. Sự khiêm tốn sẽ giúp người ta đứng vững trên đỉnh cao danh vọng và được nhiều người ủng hộ, giúp đỡ, kính trọng. Trái lại, những kẻ tự mãn cho mình là tài giỏi mà khinh bỉ người xung quanh sẽ ít thành công và đạt được danh vọng như ý muốn. Những người như vậy thường thất bại vì sự ganh ghét, đố kỵ của người khác. Làm thế nào để rèn luyện được đức tính khiêm tốn, học cách im lặng? Phật dạy muốn khiêm tốn, trước hết ta phải học cách im lặng, bởi chỉ khi im lặng thì trí tuệ mới sinh ra, sự minh mẫn và im lặng mới có sự sâu lắng càng cao. Có những trường hợp bắt buộc phải nói, nhưng nói đủ, nói đúng, nói hợp hoàn cảnh. Ông bà xưa có câu học ăn, học nói, học gói, học mở,
cái gì cũng cần phải học và im lặng cũng vậy. Chúng ta phải học cách khi nào nên nói, khi nào nên im lặng. Im lặng là sức mạnh, không ganh đua với kẻ tiểu nhân, không tranh luận với người không cùng trình độ và không cự lự với người tự kêu luôn cho mình là đúng. Làm được những điều đó là ta đã nhẫn nhịn khi cần thiết, ấy chính là khiêm tốn. Học cách lắng nghe và biết ơn. Hãy mở tâm trí và lắng nghe những ý kiến của người khác. Nếu bạn đúng, đừng sợ lời nói của người khác ảnh hưởng đến cảm xúc hay suy nghĩ của bạn. Lắng nghe còn giúp ta nhận ra được những điều ta chưa biết, chưa hiểu để không đưa ra quyết định sai lầm. Không chỉ lắng nghe, ta còn phải biết ơn những gì mình đang có, biết ơn để nhận ra những thiếu sót của mình, chứ không phải đi soi mói với lỗi lầm của người khác. Phải có lòng bao dung. Nếu không có lòng bao dung, sẽ chẳng thể có được sự khiêm tốn. Bao dung để dung nạp mọi thứ, bao dung để thứ tha, và bao dung để tâm nhẹ lòng an. Khổng Tử nói người bao dung, thiện lương sẽ có được cảm tình của mọi người. Lão Tử nói, sông và biển mênh mông sâu thẳm là do chúng ở vị trí thấp để nhận nước từ những khe suối nhỏ bé từ khắp nơi. Vì thế, điều quan trọng khi rèn luyện khiêm tốn là phải học cách bao dung với cuộc đời, khoan dung, độ lượng với người, chính là tạo phúc báo cho mình. Vậy là, lời Phật dạy về khiêm tốn giúp ta hiểu ra rằng chỉ khi nào con người biết khiêm tốn thì mới dễ thành công và nhận được phúc báo. Làm người phải biết khiêm tốn, lấy khiêm nhường làm thước đo để hành xử, đó mới chính là đỉnh cao của sự tu dưỡng bản thân. Quý vị cô bác anh chị thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước.